làm sao mà không được đó chứ. Anh bán hàng mà không biết nhiệt khách à? Nó quê mùa một cục như này, chắc gì đã có tiền để mua. Thôi đi cô nương ơi, mau tỉnh mộng đi hộ tôi cái. Hay là để tao giúp mày tỉnh mộng nhá. Cô cá ngon cá tươi sạch cái cô gì chú bác ơi, mua cá nào. Trúc sinh trúc mọc đầu đình, cô em mua cá một mình cũng xinh. Anh biết tên tôi à? Mẹ tôi bảo ấy, những người tên Trúc thường là những người rất là xinh gái. Không phải cô cũng tên là Trúc đấy chứ? Đúng rồi, tôi tên là Trúc. Đấy, mẹ tôi nói có sai đâu. Mà cô Trúc xinh gái này, cô có sẵn lòng mua giùm tôi con cá không? Cá nhà tôi ấy vừa tươi vừa ngon. Cái anh bán cá này khéo nịnh thật đấy. Cũng vừa hay, tôi đang định mua cá về để nấu với dưa đấy. Ui giời, thế ấy, thì chúng ta lại vừa có duyên, vừa có phận rồi đấy. Thôi, để tôi chọn cho cô một con nhá. Ui. Đây, con này vừa tươi vừa ngon. Tôi để cho cô nhá. Cho tôi lấy con cá này, tiền đây. Là sao ạ? Anh không nghe thấy à? Tôi bảo tôi lấy con cá này, tiền đây. Xin lỗi cô, nhưng mà con cá này ấy là của cô ấy rồi. Để tôi chọn cho cô con khác nhá. Không được. Nãy giờ tôi thấy mỗi con này ngon thôi. Anh bán cho tôi đi. Này cô ơi, cô bị làm sao đấy? Con cá này là anh bán hàng chọn cho tôi trước rồi mà. Không được, tôi chỉ thích con này thôi. Mà cô đã trả tiền đâu mà nói là của cô cơ chứ. Tôi trả tiền trước thì nó phải là của tôi. Cô nói chuyện có lý một chút đi, chứ tôi đang thấy buồn cười rồi đấy. Rõ ràng là tôi đến trước cô rồi cơ mà. Cô đến trước hay không không quan trọng. Quan trọng ấy là tôi thích con cá này. Tốt nhất cô nên tránh ra đi. Cô... Thôi, hai cô gái xinh đẹp đừng cãi nhau nữa. Con cá này ấy là tôi bán cho cô Trúc rồi. Tôi không bán cho cô được. Làm sao mà không được cơ chứ. Anh bán hàng mà không biết nhiệt khách à? Nó quê mùa một cục như này, chắc gì đã có tiền để mua. Cái cô kìa, cô ăn nói kiểu gì đấy? Cô đang khinh thường tôi quá rồi đấy nhá. Làm sao? Cái loại nghèo hèn như cô ấy, tốt nhất là nên ở nhà đi. Cô mà ra chợ làm ô uế cả cái chợ ra đấy. Nghèo ơi, cái mùi nghèo còn tanh hơn cả một cá nữa. Kinh chết đi được. Này, cô cứ như người trời ấy nhỉ. Nói chuyện thì ngang ngược hết sức. Chẳng lẽ bình thường cô cũng hay đi tranh giành đồ với người khác lắm à? Đúng rồi đấy. Tính tôi đã thích cái gì thì phải lấy bằng được. Tóm lại, anh mà bán hàng cho nó thì tôi đảm bảo quán anh sẽ ế khách dài dài đấy. Này, cô ăn nói gì đấy? Cô nói cứ như thể là tôi đang ám quẻ anh bán cá ấy nhở? Còn hơn thế chứ. Cái loại nghèo hèn như cô mà ám ấy thì nặng phải biết. Cô... Thôi đủ rồi đấy. Cô này, với tôi ấy thì ai cũng là khách cả. Hai cô có thiện chí mua ấy thì tôi mừng. Nhưng mà nếu mà cô không ưa con cá này ấy thì cô có thể sang quán khác mua. Ý của anh là muốn đổi tôi chứ gì? Tôi không có ý đó, cô đừng hiểu lầm. Nhưng mà thật sự ấy, con cá này tôi không bán cho cô được. Anh chắc chưa? Anh ấy đã nói là không bán cho cô rồi, cô còn hỏi lại làm gì? Khác gì là ép anh bán cho cô à? Mà cô có thể đi sang hàng khác mua mà, cần gì phải đứng đây để tranh giành với tôi? Được rồi, không mua thì không mua. Sau này anh đừng có hối hận. Xin lỗi cô nhá, nhưng mà tôi hy vọng ấy, lần sau cô vẫn đến đây để mà ủng hộ tôi. Khỏi cần, lần sau tôi không quay lại nữa đâu. Cá nhà anh tôi không đút đổi. Người gì đâu mà kỳ cục, đúng là không hiểu ra làm sao đâu. Tôi bán cá bao lâu nay, hôm nay mới gặp trường hợp như thế đấy. Mà thôi, để tôi lấy cá cho cô nhá. Cô 1 cân 2, tôi lấy cô 60. Đây, tôi gửi anh nha. Cảm ơn cô, tôi gửi cá này. Tôi đi đây, lần sau lại ghé anh mua tiếp. Vâng, cảm ơn cô nhá. Bye bye cô.
Cá đây anh chị em ơi. Cô gì chú bác ơi, cá nào, cá tươi ngon lắm. Cô ơi, cho tôi hỏi thăm. Cô lại là cô à? Tôi chết không biết. Đi đâu cũng gặp con nhà quê này. Cô đang lẩm bẩm cái gì đấy? Tôi nói gì thì kệ tôi. Cô tò mò làm cái gì? Mà cô muốn hỏi chuyện gì? Đây có phải là nhà của anh Tân, chủ tịch tập đoàn FM đúng không? Đúng rồi, đây là nhà của anh Tân đấy. Cô tìm anh ấy có chuyện gì? Đúng là nhà chủ tịch của khắc. Đẹp thật đấy. Này, cô kia. Cô là ai mà cứ tự ý xông sồng sộc vào nhà người khác như thế à? Loại ô xin như mày thì không cần biết. Cô đang bảo ai là ô xin đấy? Ô hay, mày không phải là ô xin thì mày là chủ nhà chắc. Nực cười thật. Này cái cô kia, tôi nghĩ là cô nên đi kiểm tra lại về đầu óc đi. Sao mà cô nói chuyện cứ như người không có não ấy nhỉ? Này cái con kia, tao nhịn mày từ chợ không có nghĩa là tao hiền đâu đấy nhá. Mày biết tao là ai không mà dám to tiếng với tao như thế à? Thế cô nói xem, cô là ai mà tôi phải sợ nào? Vậy thì tao xin trịnh trọng tuyên bố cho mày biết nhá. Tao là thư ký kim người yêu của chủ tịch Tân đấy. Cái gì cơ? Cô bảo cô là người yêu của anh Tân á? Sao? Sợ rồi à? À, cũng không có gì. Chỉ là từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe anh Tân nhắc về cô. Thì chắc có lẽ là tình cảm của hai người cũng chưa có gì sâu đậm nhỉ? Này cái con kia, mày nghĩ mày có tư cách gì mà nói về chuyện riêng tư của chủ tịch thế à? Chẳng lẽ chủ tịch yêu ai mà cũng phải báo cáo cho mày biết à? Tại vì từ trước đến giờ anh Tân yêu ai tôi đều biết. Chỉ là anh ấy chưa từng nhắc về cô với tôi. Tốt nhất cái loại ô xin như mày ấy thì biết điều một tí đi. Còn không mau lấy nước mời tao đi. Không tí nữa anh Tân bảo vệ, tao chỉ cần nói với anh Tân một câu thôi là mày không còn đất mà làm ăn đâu. Thôi được rồi, dù sao thì cô cũng là khách của anh Tân. Chờ một chút, tôi sẽ đi lấy nước cho cô. Nhanh cái chân lên. Dạ, alo, em nghe đây ạ. Cô tới nơi chưa? Dạ, em tới nhà anh rồi đấy ạ. Tôi cứ lo là cô không biết đường cơ. Cô đợi tôi một lát nhá, tôi sẽ về ngay. Dạ vâng, chủ tịch cứ đi giải quyết công việc đi ạ, em chờ được ạ. Ừ, vậy nhá. Dạ vâng ạ. Xem ra càng ngày mình càng được chủ tịch quan tâm rồi. Cô uống nước đi. Có mỗi cốc nước thôi mà sao lâu thế? Cô định để khách của chủ tịch chết khát đây à? Nước này mà cho người uống đấy à? Sao đấy? Có vấn đề gì à? Cô thử uống vào xem. Nguội tanh nguội ngắt thế này thì ai mà uống được cơ chứ? Lỡ tôi uống rồi bị viêm họng thì sao? Tôi xin lỗi. Để tôi đi lấy cho cô cốc nước khác. Thôi khỏi. Có phải cô cố tình làm vậy để chọc tức tôi đúng không? Này, dù sao cô cũng là khách của anh Tân, tôi làm vậy để được cái gì chứ? Ai mà biết được. Nhìn cái bộ mặt của cô đã thấy nham hiểm rồi. Này, cô đừng có mà suy bụng ta ra bụng người như thế nhá. Đúng là chúng ta đã từng có xích mích với nhau, nhưng không có nghĩa là tôi hẹp hòi đến mức muốn đuổi cô ra khỏi nhà đâu. Thôi, cô thôi ngay mấy cái ly sự của cô đi. Mấy con nhà quê lắm mồm thật đấy. Tôi chỉ đang muốn nói cho cô hiểu là tôi không... Tao đã bảo mày im mồm rồi cơ mà. Thế cứ cố nói thế nhở? Tôi không muốn đôi co với cô, nhưng vì hiện tại cô là khách của anh trai tôi. Nhưng mà càng ngày tôi thấy cô nói chuyện với một thái độ không đúng đắn rồi đấy. Thái độ không đúng đắn? Cái gì cơ? Mày vừa nói cái gì mà anh trai cơ? Đúng, anh Tân là anh trai của tôi. Anh trai á? Này, con đô xin như mày ăn phải gắn cóc hay sao mà to mồm thế? Dám nhận mình là em gái của chủ tịch cơ đấy. Chắc là cô không tin rồi. Nhưng mà rất tiếc,
đấy là sự thật. Thôi đi cô nương ơi, mau tỉnh mộng đi hộ tôi cái. Hay là để tao giúp mày tỉnh mộng nhá. Cô tỉnh chưa? Cô có biết cô đang làm cái gì không à? Cô quá đáng lắm rồi đấy. Tất nhiên là tao biết rồi. Nhưng mà tao thấy không có gì là quá đáng. Cái một thân phận nghèo hèn lại không biết điều cho mày đâu. Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đi. Này này, cái cô kia, cô làm cái gì đấy? Đi ra đây. Này, cô bỏ cái tay cô ra. Bẩn hết cả quần áo tôi rồi. Mày làm cái gì đấy à? Cô còn hỏi được nữa à? Tại sao cô lại hắt nước vào người tôi? Vì sao á? Vì tao ghét cái loại bẩn thỉu như mày nên tao giúp mày tắm rửa chút thôi mà. Cô, với cái loại bẩn thỉu như mày ấy, tao làm thế là còn nhẹ rồi đấy. Ai là người không biết điều thế? Để tôi xem xét lại nào. Dạ, em chào chủ tịch ạ. Em thấy cô này không phù hợp làm giúp việc nhà anh đâu ạ. Nhưng tại sao lại không thích hợp chứ? Dạ, cô ta vừa lười lại còn lắm chuyện. Em nhờ lấy cho cốc nước mà cô ta mặt sưng mày xỉa, lại còn thái độ với em nữa ạ. Trúc, có thật như vậy không? Anh tin người yêu anh rồi thì còn hỏi lại em làm cái gì nữa? Người yêu á? Người yêu nào cơ? Thì chị ấy đấy. Chị bảo chị là người yêu anh mà. Em nói Huyền à? Huyền là thư ký của anh, chứ có phải là người yêu gì đâu. Thế mọi chuyện là như thế nào ạ? Alo, em nghe đây ạ. Cô Huyền, cô đang ở đâu thế? Dạ, em đang ở ngoài chợ ạ. Tôi quên mất không báo với cô, trưa nay chúng ta sẽ có một cuộc hẹn quan trọng với công ty Đà Sa, tôi cần cô đi cùng. Dạ vâng ạ, vậy đem về công ty luôn ạ. Không cần đâu, cô qua nhà tôi đi. Tôi cần qua nhà để lấy chút tài liệu và quà cho đối tác nữa. Dạ vâng ạ. Mọi chuyện chỉ có như vậy thôi. Mà tôi thật không ngờ cô Huyền đây lại để mọi chuyện đi quá xa như vậy đấy. Dạ, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi sếp ạ. Em với cô Trúc đây không có gì đâu ạ. Cô thay đổi thái độ cũng nhanh quá nhỉ. Khi nãy cô còn sỉ nhục và xem thường những người nhà quê như tôi lắm cơ mà. Ok cô Trúc, cô đừng nói thế. Cô nói thế mất quan điểm quá. Nãy giờ tôi có nói gì khinh thường cô đâu. Cô Huyền, cô không cần phải nói như vậy đâu. Em gái của tôi từ trước đến giờ chưa từng nói dối hay đặt điều cho ai cả. Mà thực ra ấy, tôi đã chứng kiến hết tất cả câu chuyện rồi. Chủ tịch, anh nhìn thấy hết rồi à? Đúng vậy, tôi đã biết hết rồi. Tôi không muốn xuất hiện sớm để xem mọi chuyện có thể thay đổi không. Nhưng tôi thật không ngờ cô làm tôi quá thất vọng đấy Huyền ạ. Chủ tịch, em xin lỗi. Em biết em sai rồi. Mong chủ tịch bỏ qua cho em ạ. Tôi nghĩ là con người thì ai cũng có gốc tích của mình. Chúng ta không nên xem thường và sỉ nhục họ như thế. Trưa nay cô không cần đi cùng tôi để đi gặp đối tác nữa. Cô nên về nhà và xem xét lại bản thân mình đi. Tôi không muốn cấp dưới của mình có những từ ngữ lăng mạ, khinh thường và sỉ nhục người khác đến như vậy. Cô hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi ạ. Cô Trúc này, nãy giờ tôi có hơi quá đáng với cô. Mong cô rộng lượng bỏ qua cho tôi nhé. Tôi sẽ về nhà kiểm điểm lại bản thân của mình. Chị nghĩ được như vậy là tốt rồi. Người nhà quê chúng tôi cũng không bao giờ hẹp hòi hay để bụng chuyện gì cả. Chỉ cần chúng ta biết sai ở đâu và sửa ở đó là được rồi. Cảm ơn cô đã không trách tôi. Dạ, em chào chủ tịch, em xin phép em về ạ. Được rồi, cô về đi. Dạ, chào Trúc nhé. Con người quan trọng nhất là biết sai và biết dừng lại đúng lúc anh nhỉ. Đúng vậy. Mà em gái của tôi cũng ghê gớm quá cơ. Em có làm cái gì đâu. Thôi, vào nấu cơm đi. Bây giờ anh phải đi gặp đối tác rồi. Thế anh không ở nhà ăn cơm cùng em à? Hôm nay em đi chợ, mua được con cá ngon lắm đấy. Nhưng mà trưa nay anh có hẹn với đối tác rồi. Để tối nhá. Bây giờ anh vào lấy tài liệu, rồi đi đây. Vâng ạ. Thank you.